Vâng, xin chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Audio Hồi Dương. Kính thưa các bác, hôm nay thì là một trong những ngày đầu tuần, cũng xin kính chúc các bác và anh em có một sức khỏe, sự bình an và hạnh phúc. Và hôm nay thì chúng tôi tiếp tục giới thiệu các bác và anh em một con radio được đến từ tập đoàn Natenla. Và con này khá đặc trưng và trung tâm cũng đã bán trên kênh rồi. Đó là con Natenla chạy 4 quạt pin đại. Rất nhiều các bác mong muốn những dòng đài chạy pin đại thì thường những dòng đài pin đại rất là to. Vâng, trước mắt các bác thì đây là một trong những con tôi đang muốn giới thiệu các bác đây ạ. Con này là một trong con rất nhiều các bác đợt trước mua hụt, thì đợt này tranh thủ nhanh thì sẽ mua được những cái sản phẩm này. Đó là con Latila có model là ZF890. Con này có cái gì đặc biệt? Thứ nhất là con này sử dụng 4 quả pin đại, hay gọi là pin CD. Chúng tôi vẫn gọi là pin CD, như các bác gọi là pin cối, còn mình có thể gọi là pin đại, 4 quả pin. Và con này thì nó có cái đặc trưng gì? Đặc trưng đó là hai tụ xoay riêng biệt các bác nhá, tức là sóng của AM FM riêng biệt luôn. Các bác có thể đang nghe AM bật sang FM phát là đúng cái đài các bác đang nghe luôn, không phải vặn lại sóng nữa. Thì đây là cái này nó có đặc trưng của nó như thế. Và con này nó là dòng loa công suất rất là lớn, loa thuyền công suất rất là lớn, tiếng rất là hay các bác nhá. Sử dụng 4 quả pin đại nên tiếng rất là chất, 6V. Em này thì được giữ hoàn mỹ 100%. Trước thì con trung tâm có bán con thì nó bị khiếm khuyết, tức là nó bị thiếu một cái nút này. Đấy, thì những con này thì nó là hoàn thiện 100% luôn các bác nhé. Và cái con này được giữ hình thức cực kỳ đẹp luôn. Đây, tôi sẽ quay các bác có thể xem. Đây các bác nhìn này, các cái tay của nó này, mới tinh này. Đấy, tay mới tinh luôn này. Không một tí nào gọi là han chiếc thì các bác nhé. Thấy chưa? Đây, mới tinh luôn. Đấy, nó chỉ có bẩn chứ không có han. Đây, các cái lúm nút của nó này, ăn teng zin các bác nhé, ăn teng zin. Và đây là model của sản phẩm các bác này. Đây, Latinla Panasonic model ZF890. Con này là chạy tới 12 transistor và 9 diode các bác nhé. Con này sử dụng đến 3 băng sóng, đó là băng sóng FM, sóng trung và sóng ngắn, hàng Made in Japan. FM thì trung tâm đã kéo full 108 rồi các bác nhé. Đấy, các cái đường giao tiếp của nó đây các bác này, cắm loa rồi cắm các cái đường giao tiếp của nó đây, tai phone, đường line in, có con này có cả line in. Đây các bác có thể thấy cái hình thức của em nó đây, còn giữ được rất là mới nhá. Đấy, rất là mới luôn. Các hệ thống nút các bác có thể thấy không, cái phần nhôm của nó này, đấy, giữ rất là mới. Nói chung qua rất nhiều năm tháng thì giữ được như thế này là tuyệt vời các bác nhá. Đấy, toàn bộ cái phần này nhôm nhưng giữ được rất là mới, luôn nút zin 100% toàn phần hết các bác nhá. Và tiếng con này rất là to. Đây, tôi sẽ bật các bác có thể nghe thấy luôn này. Ngày thiếu ý nghĩa. Đây là FM các bác nhá. FM thì khi các bác bật AM FM không cần phải phải vặn sóng. Bởi vì đây là hai cái sóng kép, tức là con này là sử dụng hai tụ xoay và hai hai kịp sóng riêng biệt các bác nhá. Đây là cái đặc trưng của nó. Không cần yêu chồng con này hoặc có vợ chép, nữa, có chép bát các bác con này. việc có thể dựa vào lý do tại sao bạn kết hôn với họ Chép bát. là sự hỗ trợ để có động lực vượt qua xung đột. Danny đã chia sẻ. Tức là yêu không chỉ là yêu, tại vì yêu ngoài việc là chúng ta nhìn về một hướng mà chúng ta còn có một cái mục đích, một Con này thì sóng rất là khỏe nha. Trong nhà tôi có thể thử không cần kéo anten đã bắt được sóng rồi, rất là tốt luôn. những cái sợi dây liên kết nó chặt chẽ hơn trong một cái mối quan hệ Đấy, yêu FM đương. các bạn này. FM này. Anh đọc lại 7 quy tắc vàng. Bonjour. Tiếng rất là chất các bác nhá. Các bạn thân mến. Thắng bá phải đồ thiếu thù thật chưa? Ơ nhưng mà cho anh hỏi gì nhá. Dạ. Là em đang giải giải thích cho anh về cái việc sỏi thận đấy là, nhưng mà ngôi nhà ASEAN. Vời của giai điệu dựa trên các nền tảng của âm nhạc dân gian Ý và tinh thần lạc Đây nha quan các bác lâu này, tôi đời. Đang để FM nhé này, Một tôi cắt nhạc bật tiếng khác của AM này. Rossini cũng để Huy cho biết. Đấy. Cho nên năm Bắc nay Kinh các bác tôi nhá. có Đấy, một đề đây án này, AM khác đây. là AM là xong riêng các bác này. Bao gồm tình nhân xây dựng. Regretter. Đấy, rất hay. Apprendre. Hành lang công việc để làm cho có nội dung thiết thực hơn. Từ khi đảm nhiệm ủy viên thường vụ
chính hiệp toàn quốc vào tháng 3 năm 2023. Bà Vi Triệu Huy trong tuần này lãnh đạo ba quốc gia đó rất hay các bạn em đã triển khai hôn nhiễm en avance. Đây nha các bạn này, tôi bật FM này. Rất tiện. Các bạn không cần phải xoay hết. Đấy, các bạn đang để nghe đài. Nó rất hay thế các bạn nha. Zia Anwar Ibrahim thăm chính từ ngày 10 đến 15 tháng 3 nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Ông Anwar đã con này kêu to lắm các bạn ạ. Bạn chỉ 20% nó đã kêu rất là to rồi. Và con này thì hiện tại là trung tâm đang bán cho các bác là 2.950.000 các bác nhé. 2.950.000 các bác đã có một con đài của Nhật hết sức là đẳng cấp. Và con này thì được full hoàn thiện hết luôn các bác nhé. Đây là một trong con rất xứng đáng để các bác sưu tầm. Đấy. Rất xứng đáng được các bác sưu tầm. Thì bác nào quan tâm thì có thể alo sớm. Bởi vì những con này thì nó không có nhiều. Rất là ít có. Cho nên là cũng xin phép được giới thiệu như thế để các bác nào mà quan tâm thì các bác có thể liên hệ sớm. Con này nó zin không lệch một con ốc luôn các bác nhé. Zin 100% hết luôn. Tất cả zin 100% hết và giữ được quá là hoàn thiện luôn các bác nhé. Đây này, từ anten zin hết con này, zin 100%. Đấy, đây là một trong những con rất xứng đáng để các bác sưu tầm nha. Thương mại hàng hải. Đấy, Philippines này, cũng đang thúc đẩy các em, các bác thấy là không cần cho anten đã bắt rồi, rất là khỏe sóng luôn. Lĩnh vực hợp tác mới bao gồm cả quốc phòng. Đấy. Trong chuyến thăm Đức và Cộng hòa Séc, Tổng thống Philippines cũng tập transition và đầu tư mời các công ty Đức và Séc tăng cường. Ok, bác nào quan tâm thì alo sớm nhé để tôi hỗ trợ các bác nhé. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác nhé. Xin chào tạm biệt các bác nhé.